thì VU đang có mặt ở buổi trình diễn đồ án do các em sinh viên của lớp VU thực hiện. Các em cũng đã trải qua một quá trình là học tập suốt hơn một tháng với VU rồi. Cho nên hôm nay là một ngày để trồng cây hái quả, là các em sẽ trình diễn chính những bộ sưu tập thời trang do chính các em thiết kế. Và ngày hôm nay để lưu ấn lại cái kỷ niệm giữa các cô trò với nhau thì VU thực hiện cái clip này để cho mọi người cùng xem quá trình thực hiện và chuẩn bị của các em sẽ như thế nào nha. Nào, bây giờ cùng theo chân VU nha. Đây là khu vực triển lãm và trưng bày các poster do chính các em thực hiện. Thì lớp 18 DTTA1 này đã theo du học khoảng 1 tháng rưỡi hơn, với khoảng 8 buổi. Thì sau 8 buổi đó các em đã sketch ra được một bộ sưu tập. Và sau khi lên mẫu thật thì các em sẽ chụp để nó thành những cái poster như mọi người đang nhìn thấy ở đây. Mình sẽ lướt sơ qua một số bộ sưu tập nổi bật. Ví dụ như đây, bộ sưu tập này thì các em lấy chất liệu từ jean cũ và thân thiện với môi trường, những cái vật liệu có thể tái chế để thành một cái bộ sưu tập thời trang. Khu vực bên đây thì có vẻ như là nữ tính hơn, tại vì các em đang sử dụng ý tưởng từ hoa lavender cũng như là ý tưởng từ con sứa biển, với những cái tông màu là tông hồng, tông tím, màu sắc rất là ngọt ngào và lãng mạn. Tí nữa mình sẽ được xem cái bộ sưu tập thời trang của các em. Bây giờ mình sẽ qua khu bên đây. Đây là bộ sưu tập lấy ý tưởng từ tranh của Picasso và theo phong cách thời trang tối giản. Dù hy vọng là bộ sưu tập này lát nữa trình diễn cũng sẽ mang được đúng cái phong cách tối giản như mà các em mong muốn. Bây giờ thì mình sẽ cùng đi tham quan thêm nha. Đây là một bộ sưu tập mà Dù thấy là khá là ấn tượng của các em sinh viên, tại vì các em theo trường phái sáng tạo hơn, cá tính hơn và phá cách hơn rất là nhiều, lấy ý tưởng từ tranh của Van Gogh. Cũng đang rất là mong chờ và hy vọng bộ sưu tập này lát nữa trình diễn sẽ tốt hơn những gì mà cô Du đã từng dạy các em, và hy vọng là các em sẽ làm cho Du bất ngờ. Còn bây giờ mình sẽ qua phòng kia nha. Vì đây là trước giờ G, tức là trước giờ biểu diễn, khách mời chưa đến, cho nên là các em sinh viên đang trong cái quá trình chuẩn bị thôi. Ở bên phòng bên kia là sẽ có các bạn người mẫu để mà make up. Mặc dù đây chỉ là một cái đồ án thời trang bình thường, không phải là đồ án thời trang tốt nghiệp, nhưng mà Du thấy là lớp của các em đã chuẩn bị rất là chỉnh chu và rất là chu đáo. Các em có bút mẫu, có make up và có chuẩn bị rất là chỉnh chu. Bây giờ mình sẽ cùng vào tham quan phòng make up của mẫu ông Tiến. Bây giờ thì mình sẽ để cho các em make up, mình sẽ qua lại bên phòng bên kia. Bây giờ thì trong thời gian chờ đợi các em, tí nữa sẽ trình diễn mẫu và tí nữa sẽ có những cái giám khảo khách mời đến, thì bây giờ Du sẽ tiến hành chấm điểm poster trước. Đây là cô giáo Trâm Kha. Cô giáo Trâm Kha hôm nay lên layout rất là xuất sắc để lẻn vào lớp để xem luôn á. Lẻn vào lớp để xem mấy em học trò cưng của mình trình diễn. Đây là cũng là cô giáo dạy thời trang ở trong trường Hữu Tác. Mọi người ơi, đây là stylist Trần Hoài Trang, hay còn gọi là em Trang Nhẹ Nhàng. Là một stylist của rất là nhiều hoạt động tưng bừng hoành tráng ở trong showbiz. Nhưng mà ngày hôm nay thì stylist Trang Nhẹ Nhàng xuất hiện ở buổi diễn đồ án của các em 18DTTA1 với vai trò là một cái giám khảo khách mời của Du, vì muốn mời em Trang đến để cho các em sinh viên có những cái nhận định và những cái lời khuyên hữu ích trong cái công việc của các em sau này. Trang Nhẹ Nhàng có nói gì không em? Hy vọng là Trang sẽ thấy được những tài năng rất là mới để sau này có thể cùng hợp tác nha. Mình có thêm một khách mời nữa, xin giới thiệu với mọi người. Đây là chị Trần Hà My. Chị My đang là một cái nhà định hướng marketing về thời trang. Hy vọng là hôm nay là với kiến thức của chị là chị sẽ đến và truyền đạt được cho các em thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực thời trang, về làm đẹp, về marketing. Chị My rất là đa nghề. Cũng là cái đồ án đầu tiên được trình diễn của lớp 18DTTA1. Đây là một cái đồ án mà các bạn đều tạo một cái bất ngờ khá lớn, đó là vì lần đầu tiên các bạn được trình diễn, cũng là lần đầu tiên các bạn mời đông đảo các bạn có mặt ở đây, thì chắc là bạn bè, là các anh chị khóa trên, thì các cô bạn khóa dưới nữa. Thì cô cũng xin gửi một cái lời
chúc mừng các em vì các em ít nhất là các em đã chuẩn bị được chỉnh chu cho đến giây phút này trước lúc trình diễn. Còn trình diễn xong thì chưa biết sao, nhưng mình cứ khen trước ha. Và cho cô giới thiệu đến cái dàn khách mời ngày hôm nay sẽ cùng tham gia và cùng chấm cái đồ án lần này của lớp mình. Đầu tiên thì từ bên phải qua thì xin nhờ giới thiệu giám khảo khách mời chị Trần Hà My. Chị Trần Hà My là nhà sáng lập của SA Fashion Business School. Và ai đã từng xem những cái tạp chí làm đẹp thì sẽ biết là chị My là từng hoạt động trong cái tạp chí làm đẹp và thời trang rất là nổi tiếng. Tiếp theo là stylist Trần Hoài Trang, hay còn gọi là bạn Trang nhẹ nhàng. Đây là một stylist rất là có chỗ đứng trong giới showbiz ngày nay, là từng là stylist của rất nhiều MV và cùng hợp tác với rất nhiều bạn nghệ sĩ nổi tiếng. Kế bên cô là anh Kelvin Phan. Anh Kelvin Phan từng là tổng giám đốc của Milano Việt Nam, từng tham dự những cái show diễn thời trang lớn ở trên thế giới với tư cách là một nhà thu mua, sẽ xem và mua lại những cái bộ sưu tập của các nhãn thời trang lớn để đem về Việt Nam và bán. Mình một chào vỗ tay cho anh Kelvin. Còn kế bên là cô giáo rất là quen thuộc với tất cả các bạn rồi, một chào vỗ tay cho cô Trong Kha nào. Rồi bây giờ thì còn chần chờ gì nữa, buổi biểu diễn đồ án dạo phố của lớp 18 DTTA1 bắt đầu. Ngày hôm nay là một ngày cũng khá là vất vả, nhưng mà Du cảm thấy rất là vui tại vì được đồng hành cùng các em. Sau này thì Du sẽ cố gắng thực hiện nhiều video clip như thế này để các bạn có thể xem được, cập nhật được những cái hoạt động hàng ngày của Du và để sẽ hiểu nhau hơn. Còn bây giờ thì Du xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.